Quý vị đến với tạp chí ngân hàng trên kênh truyền hình FBNC và trong chương trình tuần này chúng tôi mời quý vị cùng đón theo dõi những thông tin đáng chú ý sau. Năm 2016 tăng trưởng tín dụng đạt 18,71%. Sẽ xử lý 5 ngân hàng yếu kém trong năm 2017. Người vay gói 30.000 tỷ đồng tiếp tục được hưởng lãi suất 5% trong năm 2017. Quý vị, ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2016. Qua đó thì tính đến ngày 29 tháng 12, tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015. Cụ thể đến ngày 29 tháng 12 năm 2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 17,88%, huy động vốn tăng 18,38% so với cuối năm 2015. Thanh khoản của hệ thống được đảm bảo và có dư thừa, thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt. Mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng 0,2 đến 0,3% một năm trong 3 tháng đầu năm thì từ tháng 4 đã ổn định, đặc biệt giữa tháng 4 và từ cuối tháng 9 năm 2016, một số tổ chức tín dụng đã giảm 0,3 đến 0,5% lãi suất huy động giảm khoảng 0,5 đến 1% một năm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay hiện phổ biến khoảng 6 đến 9% một năm đối với kỳ hạn ngắn và 9 đến 11% một năm đối với trung và dài hạn. Đến ngày 29 tháng 12, tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015. Cơ cấu tín dụng diễn biến theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng, tập trung chủ yếu cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản chậm lại tín dụng Việt Nam đồng tăng cao trong khi tín dụng ngoại tệ tăng thấp, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa của chính phủ. Tại cuộc họp báo thông báo kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2016, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong năm 2017, cơ quan này đặt mục tiêu sẽ xử lý dứt điểm 5 ngân hàng yếu kém. Ngoài 3 ngân hàng không đồng, Đông Á Bank và Sacombank cũng nằm trong danh sách những ngân hàng cần xử lý dứt điểm các vấn đề yếu kém. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, năm ngân hàng yếu kém gồm 3 đơn vị không đồng đã được mua lại là VNCB, Ocean Bank, GB Bank và hai nhà băng khác gồm Ngân hàng Đông Á, Đông Á Bank và Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Đông Á Bank và Sacombank dù không gây rủi ro đổ vỡ cho hệ thống, đến nay tình hình của các ngân hàng này đã được cải thiện, đặc biệt là thanh khoản không gây ra ảnh hưởng nhưng vẫn có rủi ro, vì vậy vẫn cần xử lý dứt điểm các vấn đề trong năm 2017. Ông Hưng cho biết đã trình Ngân hàng Nhà nước, báo cáo chính phủ, Bộ Chính trị để xử lý năm ngân hàng yếu kém. Bên cạnh các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân cũng được Ngân hàng Nhà nước mạnh tay xử lý. Riêng với quỹ tín dụng nhân dân, hiện Ngân hàng Nhà nước đã có thời trình báo cáo chính phủ để xử lý những đơn vị không có khả năng phục hồi. Hầu hết các tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu, dư nợ tín dụng của đơn vị mình trong quý tư năm 2016 không đổi hoặc giảm so với quý 3 năm 2016 và tiếp tục kỳ vọng giữ nguyên không đổi hoặc giảm trong quý 1 năm 2017 và tiếp tục điều chỉnh giảm tính đến cuối năm 2017. Đặc biệt, tương tự như kết quả điều tra cuối năm trước, mặt bằng lãi suất được hầu hết các tổ chức tín dụng kỳ vọng ổn định trong năm 2017. Một số ít tổ chức tín dụng kỳ vọng mặt bằng lãi suất có thể tăng, nhưng là mức tăng rất nhẹ, khoảng 0,2% trong năm tới, theo nhận định của các tổ chức tín dụng, thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục được cải thiện trong quý 4 năm 2016 so với quý trước, hiện đang duy trì ở trạng thái tốt đối với cả Việt Nam đồng và ngoại tệ. Trong cả năm 2017, đa số các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả Việt Nam đồng và ngoại tệ. Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 4,57% trong quý 1 năm 2017 và tăng 16,76% trong năm 2017. Dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng trưởng 4,1% trong quý 1 năm 2017 so với quý trước, tăng 19,12% trong năm 2017. Và cũng trong cuộc điều tra trên thì xoay quanh nội dung về vấn đề nhân sự, vụ dự báo thống kê cho biết thị trường lao động ngành ngân hàng hứa hẹn sôi động với khá nhiều tổ chức tín dụng dự kiến tăng thêm lao động trong năm 2017. Tính đến cuối năm 2016, có 25,6% tổ chức tín dụng nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại, mặc dù trong quý 4 năm 2016 có 50,5% tổ chức tín dụng cho biết đã tuyển thêm lao động. Thị trường lao động ngành ngân hàng trong năm 2017 hứa hạn sẽ sôi động với 71,4% các tổ chức tín dụng dự kiến tăng thêm lao động, làm việc toàn thời gian tại tổ chức tín dụng. Con số này cao hơn nhiều so với 65,5% số các tổ chức tín dụng đã tăng nhân sự năm 2016 so với cuối năm 2015. Riêng quý 1 năm 2017, có đến 46,5% số các tổ chức tín dụng dự định tăng nhân sự làm việc toàn thời gian và gần như không có đơn vị nào có ý định cắt giảm người. Thưa quý vị, bên cạnh chỉ đạo không in và lưu hành tiền mệnh giá nhỏ mới trong dịp Tết nguyên Đán năm nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã nghiêm cấm cán bộ ngân hàng, tổ chức tín dụng, lợi dụng tiếp tay hoặc cung cấp các loại tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng trên lệch. Theo đó, về thực hiện các biện pháp quản lý sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, căn cứ lượng tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống đủ tiêu chuẩn lưu thông, đã qua sử dụng và đang bảo quản trong kho, Ngân hàng Nhà nước sẽ chuyển Sở giao dịch và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh thành phố để đưa ra lưu thông, tuyệt đối không chi các loại tiền mới in còn nguyên series từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố sẽ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép tại các khu di tích đền, chùa, lễ hội hoặc kinh doanh trên mạng. Đặc biệt, nghiêm cấm cán bộ của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng lợi dụng tiếp tay cung cấp các loại tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền để hưởng chênh lệch Thưa quý vị, khởi động năm mới 2017, Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ đã chính thức khai trương thêm hai công ty thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì cùng với ba thành viên mới khác tại Hà Nội và Nghệ An, tính chung trong cả tháng 1 năm nay, Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ sẽ chính thức nâng tổng công ty thành viên của mình lên con số 70, phủ khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Song song với việc đầu tư tung ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao, ngay từ tháng 1 năm 2017, Bảo Việt Nhân Thọ đã mở rộng mạng lưới từ 65 lên 70 công ty trên toàn quốc nhằm mang lại sự phục vụ thuận tiện nhất cho khách hàng. Trong đó, công ty Bảo Việt Nhân Thọ gia định là một trong hai thành viên mới được khai trương tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 1 năm 2017. Như vậy, với hơn 50 sản phẩm đa dạng trong giỏ sản phẩm linh hoạt và ưu việt hiện nay, kết hợp với việc xây dựng và phát triển hệ thống 70 công ty thành viên và hơn 300 văn phòng giao dịch trên khắp các tỉnh thành, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ đang thể hiện những ưu thế nhất định trên thị trường và khẳng định những nỗ lực để đem lại những sản phẩm chất lượng, song hành với dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo trên cả nước. Với mục tiêu giữ vững vị trí số 1 tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, trong năm 2016, Bảo Việt Nhân Thọ đã giới thiệu tổng đài miễn phí 1800 6966 nhằm mang đến những dịch vụ chăm sóc tốt nhất dành cho khách hàng. Cũng trong năm qua, Bảo Việt Nhân Thọ đã được ghi nhận là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam theo báo cáo khảo sát độc lập do Vietnam Report thực hiện. Và đến với chuyên mục Mỗi tuần một con số ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến con số 2,46%, đây là tỷ lệ nợ xấu tính tới ngày 30 tháng 11 năm 2016. Cũng tại cuộc họp báo thông báo kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2016, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết năm 2016, công tác thanh tra giám sát hoạt động của ngân hàng tiếp tục được tăng cường, qua đó hỗ trợ tích cực cho thực thi chính sách tiền tệ và tái cơ cấu xử lý nợ xấu. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng trên nhiều mặt, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng được duy trì. Các ngân hàng yếu kém được kiểm soát, tái cơ cấu, giám sát chặt chẽ hoạt động, vì vậy nợ xấu được giữ ổn định ở mức dưới 3%. Cụ thể, đến ngày 30 tháng 11 năm 2016, tỷ lệ nợ xấu ước tính còn khoảng 2,46%. Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, phần lớn nợ xấu được các ngân hàng giải quyết bằng việc sử dụng dự phòng rủi ro, bán tài sản đảm bảo và thu nợ xấu từ khách hàng. Số nợ bán cho VAMC giảm so với cùng kỳ năm trước. Và đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2016, VAMC đã thực hiện mua 839 khoản nợ với tổng dư nợ gốc là hơn 23.280 tỷ đồng. Giá mua nợ là khoảng 22.480 tỷ đồng. Thưa quý vị, như thường lệ, ở phần cuối của tin tức trong nước ngày hôm nay sẽ là các thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Nhằm ngăn ngừa việc kẻ gian lợi dụng, đánh cắp thông tin tài khoản trên mạng, ngân hàng nhà nước vừa có thông tư yêu cầu siết chặt an toàn các giao dịch ngân hàng điện tử. Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tài khoản ngân hàng trên mạng phải được xác thực tối thiểu bằng tên đăng nhập và mã khóa bí mật. Trong đó, tên đăng nhập có độ dài tối thiểu 6 ký tự và không được sử dụng toàn bộ ký tự trùng nhau hoặc các ký tự liên tục theo thứ tự trong bảng chữ cái, chữ số. Mã khóa bí mật cũng phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự, bao gồm cả chữ và số, chữ cái in hoa hoặc có ký tự đặc biệt. Mỗi mã khóa bí mật phải có thời gian hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày lập. Đồng thời, ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng sử dụng mã OTP gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử để xác thực các giao dịch ngân hàng của người dân. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIP được đăng ký giao dịch hơn 564 triệu cổ phiếu trên Upcom với mã chứng khoán VIP. Ngày giao dịch đầu tiên là vào ngày 9 tháng 1 năm 2017. Giá tham chiếu trong ngày đầu giao dịch là 17.000 đồng một cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa của VIP đã đạt trên 9.595 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Việt Tinh Bang, đã phê duyệt trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ thực hiện 7%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17 tháng 1 năm 2017. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 16 tháng 1 năm 2016. Thời gian thực hiện thanh toán dự kiến vào ngày 16 tháng 2 năm 2017. Với mức cổ tức 7%, dự kiến Việt Tinh Băng sẽ phải trích 2.606 tỷ đồng để chi trả cho cổ đông, trong đó, riêng cổ đông nhà nước với tỷ lệ sở hữu 64,46% sẽ nhận về 1.680 tỷ đồng. Tại đại hội cổ đông năm 2016 diễn ra hồi tháng 4, cổ đông ngân hàng đã thông qua kế hoạch không chi cổ tức năm 2015. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5, Bộ Tài chính đã có chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Việt Tinh Băng biểu quyết chi cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và nộp toàn bộ số cổ tức được chia vào ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Chúng tôi mời quý vị cùng đón theo dõi phần tiếp theo của chương trình với các thông tin nổi bật sau. Năm 2016, các ngân hàng trung ương lây hay với chính sách kích thích kinh tế. Ngân hàng điện tử nên dùng hardware token khi ra nước ngoài.